Căn phòng ọp ẹp có diện tích khoảng chừng 15m2 này là nơi sinh hoạt cho cả bốn người. Có lẽ tài sản đáng giá nhất trong nhà lúc này chính là nghị lực vươn lên của những thành viên trong gia đình, và đặc biệt là sức khỏe của em Thu Thảo. Bởi nhà có bốn người thì đã hết ba người bị bệnh. Mẹ Thảo hiện đang điều trị tại bệnh viện ung bướu vì có khối u trong dạ dày. Ba em bị bóc tách động mạch chủ cũng đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đáng thương hơn là anh hai Thảo năm nay đã 31 tuổi nhưng bị dị tật bẩm sinh, không có khả năng chăm sóc bản thân. Mọi hoạt động đều có sự chăm sóc từ mẹ suốt hơn 30 năm qua. Cả nhà chỉ trông chờ vào việc làm thuê của ba Thảo, mang tính thời vụ, bấp bênh, không ổn định, để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho Thảo ăn học. Hoàn cảnh của em Thu Thảo đây là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm ngoái thì bố cũng đã đi bệnh viện, cũng hết gia đình không có thì cũng đã phải vay mượn hết hơn 200 triệu. Và đến năm nay mới được qua, năm nay mới được mấy tháng thì mẹ lại tiếp tục mắc một căn bệnh dạ dày nặng gần như ung thư. Và nhưng mà cháu thì thực sự là rất ngoan ngoãn. Hoàn cảnh thì gia đình thì bây giờ hai ông bà trên 70 tuổi, không có sức lao động. Mà trong khi đó còn một em nữa thì anh trai thì là bại não. Thì tất cả nhờ đây thì bà con nhân dân lân cận, rồi ban thôn, bên giáo xứ thì hầu như cũng thay nhau để mà phục vụ giúp đỡ. Để đến bây giờ nó cũng vậy. Bà hiện tại là ngày hôm nay là đang trên bàn mổ. Thì ở gia đình và địa phương đây cũng đang ngồi đây, cũng đang chờ cái tin là xem, cũng cầu mong cho bà gặp được nhiều sự may mắn để qua được. Còn các cháu thì đang còn nhỏ, Thảo thì đặc biệt đang nhỏ. Mà nếu mà những điều khó khăn quá thì không biết thì sự học hành của cháu nó sẽ đi về đâu. Và cũng cầu mong rằng là sẽ có những các cái tấm lòng thiện để giúp cháu vươn lên trong cuộc sống. Sức khỏe ba mẹ Thảo ngày càng yếu đi. Việc sống trong bệnh viện cũng thường xuyên hơn ở nhà. Vì vậy, dường như giờ đây, người chăm lo cho anh trai không ai khác ngoài Thảo. Hiểu được hoàn cảnh hiện tại, nên Thảo luôn cố gắng hết sức để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho ba mẹ và cho anh trai. Thường hoàn cảnh nhà Thảo neo người, bệnh tật đeo bám quanh năm, hàng xóm cũng hay qua thăm hỏi, giúp việc nhà cho em. Thì em chỉ là hàng xóm thôi, em sang là em giúp khi bố mẹ bé không có nhà, tại vì hai ông bà đều già cả hết mà đi bệnh viện hết rồi, nên là em ở hàng xóm em gần đây em hay sang giúp cho ông bà vậy thôi. Bé Thu Thảo thì cũng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng mà thấy bé cũng tội, nên là ý là như các bạn bè đi học còn đi chơi gặp bạn gặp bè, bé là suốt ngày ở nhà chỉ chăm anh trai của mình bị khuyết tật vậy. Hàng ngày lo cái ăn cho gia đình đã khó, lại phải lo tiền thuốc men, nên nhiều lúc Thảo phải chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy vậy, chưa một lần nào Thảo cảm thấy mặc cảm về hoàn cảnh của mình, mà luôn nỗ lực hết sức và gặt hái được nhiều thành tích cao trong học tập. 5 năm học qua, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Với Thảo,
Những khó khăn trong hiện tại cũng chính là cách để em rèn luyện bản thân, vươn lên bằng chính sức lực của mình. Bên cạnh việc học giỏi, ở trường em còn tích cực tham gia các phong trào nhà trường phát động, nhiệt tình giúp đỡ các bạn học yếu, cùng các bạn trao đổi kiến thức với nhau, tham gia phát biểu xây dựng bài. Với sự chăm chỉ, chuyên cần và nghị lực vượt khó ấy, Thu Thảo luôn được thầy cô, bạn bè trong lớp quý mến, thường xuyên được thầy cô tuyên dương, nêu gương điển hình cho nhiều bạn khó khăn khác. Mặc dù gia đình của bé Thu Thảo này rất là khó khăn, nằm trong diện là hộ nghèo, nhưng mà riêng về bé Thu Thảo, ở trong lớp lại có thành tích học tập rất là xuất sắc. Bé vừa biết phân công công việc để phụ giúp gia đình mà vừa hoàn thành các nhiệm vụ mà thầy cô giao phó. Đây là một cái điều rất đáng mừng vì em. Và ở trong lớp thì các em lại em Thu Thảo rất tích cực phát biểu xây dựng bài, luôn đưa ra thắc mắc khi chưa hiểu bài và đạt được nhiều thành tích đáng kể trong các tiết học. Dạ, cái động lực để con học tập giỏi là vì gia đình con, bố mẹ đã khó khăn rồi, cho nên con phải học giỏi để sau này có thể giúp đỡ gia đình. Những phương pháp học tập của con hiện nay là con chỉ học ở trên trường, con không đi học thêm và con sẽ cập thu kiến thức ở trên trường. Và con không đi học thêm bởi vì con phải về nhà con chăm ăn, xong con phải ôn lại bài để chuẩn bị bài mới thi đến lớp. Thương cho hoàn cảnh gia đình của Thu Thảo chừng nào thì chúng tôi lại càng trân trọng nghị lực của em bấy nhiêu. Bệnh của ba mẹ em không biết sẽ như thế nào khi mà ngày càng lớn tuổi. Và người anh trẻ dại này sẽ ra sao khi không có bàn tay chăm sóc của mẹ? Có lẽ bên trong cô học trò bé nhỏ này vẫn luôn ấp ủ những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng hơn. Và điều ấy đang được dệt lên từng ngày với những nỗ lực bền bỉ của cả gia đình. Dạ, ước mơ sau này của con lớn lên được làm giáo viên để truyền đạt kiến thức đã học của con dành cho các em nhỏ. Các em nhỏ có thể học được cái kiến thức đấy để con có việc làm ổn định để lo cho gia đình con. Con đường phía trước của em Phạm Nguyễn Thu Thảo bước đi, dẫu rằng sẽ còn nhiều chông gai, nhưng bằng sự lạc quan và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cùng với sự yêu thương, sẻ chia của tất cả mọi người, sẽ là nền tảng vững chắc giúp em vượt qua khó khăn để thực hiện được ước mơ giản dị của mình. Quý vị và các bạn thân mến, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta phần nào hiểu được về hoàn cảnh của em Thu Thảo, học sinh lớp 5 trường tiểu học Đa My. Em đã không ngừng cố gắng nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Và hành trình tiếp bước đến trường kỳ này, công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận cũng như là quỹ tiếp bước cho em đến trường đã có mặt tại nhà em để trao cho em phần học bổng nhằm tiếp bước cho em đến trường. Đầu tiên là phần học bổng trị giá 5 triệu đồng đến từ quỹ tiếp bước cho em đến trường. Xin mời ông Nguyễn Quang Ánh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao cho em ạ. Hôm nay được thông tin từ cái tổ phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng như lãnh đạo của nhà trường, cháu là Thu Thảo là một trong những cái cháu học sinh lớp 5. Nhưng mà rồi hoàn cảnh gia đình phải nói là rất là thương tâm, mẹ cha đều là bệnh nặng, hoàn cảnh coi như là không có tiền để mà sinh hoạt, nuôi bệnh nữa. Nhưng mà cháu Thảo học rất là giỏi. Chú thay mặt cho lãnh đạo Hội Khuyến học của tỉnh, ban chỉ đạo tiếp bước cho em đến trường của tỉnh về đây thăm gia đình, thăm con và tặng cho một phần học bổng 5 triệu đồng. Hy vọng con sẽ vượt qua tất cả, học giỏi để tiếp tục đấu đầu cho sau này. Tiếp theo xin mời ông Dương Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tiền lương Công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận trao cho em phần học bổng trị giá 5 triệu đồng ạ. Ngày hôm nay thì anh xin thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Sổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận xin gửi đến em suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Thì cũng mong muốn em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cố gắng học tốt trong thời gian tới. Xin mời thầy Ca Văn Diện, giáo viên chủ nhiệm trường tiểu học Đa My trao cho em một phần quà. Tiếp theo xin mời anh Hồ Viết Dũng, bí thư đoàn xã Đa My trao cho em một phần quà.
quý Mạnh Thường Quân, và thay mặt cho lãnh đạo địa phương xin gửi lời cảm ơn tới quỹ tiếp bước đến trường của tỉnh. Cảm ơn Mạnh Thường Quân, công ty sản xuất Kiến Thiết đã tạo điều kiện giúp đỡ cho địa phương trong cái quá trình giúp đỡ cho em Thảo. Hy vọng rằng là với những cái hỗ trợ ngày hôm nay thì em Thảo sẽ có thêm nhiều cái động lực để mà phát triển hơn trong con đường học tập của mình. Tiếp theo xin mời anh Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội khuyến học xã Đa My trao cho em một phần quà. Cảm ơn các cô, các chú đã tạo điều kiện cho gia đình con và cho con. Con xin hứa năm sau con sẽ học thật giỏi, không phụ lòng của các cô, các chú. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình tiếp bước đến trường sẽ còn tiếp tục hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Và chương trình cũng xin được cảm ơn công ty sổ số Kiến Thiết tỉnh Bình Thuận, cảm ơn Hội khuyến học tỉnh, cảm ơn chính quyền địa phương cũng như ban giám hiệu nhà trường đã có mặt ngày hôm nay để trao cho em Thu Thảo phần học bổng ý nghĩa để em có thể tiếp tục đến trường. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.